Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức họp với các thành viên để xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Cuộc họp đã xem xét cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 và dự kiến kế hoạch năm 2022, báo cáo thành tựu kinh tế xã hội sau 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên, ban hành mức giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, báo cáo kết quả thực hiện biên chế công chức lao động hợp đồng theo Nghị định số 68 năm 2021 và đề xuất kế hoạch tạm giao biên chế công chức lao động hợp đồng theo Nghị định số 68 năm 2022 trong các cơ quan tổ chức hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội được nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động của tỉnh Hưng Yên. Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học, thu hút nhân tài và thường khuyến khích tài năng tỉnh Hưng Yên. Dự thảo nghị quyết về việc hỗ trợ công chức viên chức và lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng. Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu các đơn vị chủ trì xây dựng soạn thảo báo cáo tờ trình, tiếp thu ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu dự họp. Đối với dự thảo về ban hành mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021, các địa phương tích cực triển khai thực hiện nạo vét kênh mương, tỉnh và huyện sẽ hỗ trợ kinh phí cho các xã nạo vét từ mương chính đến đầu bờ ruộng, đảm bảo năm 2022 không còn tình trạng nước không tới ruộng, giúp nông dân thuận lợi trong sản xuất nông nghiệp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, hiện nay dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh vẫn còn hạn chế. Vì vậy, các địa phương phải tích cực đôn đốc người dân tiêm phòng. Khi người dân tiêm phòng mũi 2 đạt 98%, 100% học sinh trong độ tuổi được tiêm phòng, thì các hoạt động giáo dục, văn hóa, xã hội trở lại bình thường. Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập đoàn kiểm tra việc thành lập các chốt bảo vệ phòng chống COVID-19 của thôn và điểm test nhanh COVID-19 của các xã phường, thị trấn.